À vâng, điện mặt trời Hải Đăng lại xin chào các bác. Em sẵn sẵn có hai miền Nam Bắc anh em nhé. Miền Bắc là thành phố Thái Nguyên và miền Nam là quận 12 Hồ Chí Minh. Rất nhiều những cái tấm pin long di và 450W, cực kỳ chất lượng và xịn sò, giá thì từ 1.650.000 một tấm anh em nhé. Đấy. Ở cái video này thì em giới thiệu với anh em, với những cái anh em mà túi tiền vừa phải thôi, cũng vẫn muốn tìm hiểu và sử dụng điện mặt trời thì làm sao mà nó hiệu quả và hợp lý nhất anh em nhé. Trên màn ảnh của các bác là 3 mẫu biến trần anh em ạ. Đấy, có một mẫu này là nó chạy hệ 24V này, 3200W này, 3200 VA. Mã sản phẩm là SP3200. Công suất của nó là 3000W. Điện áp đầu vào của ắc quy là 24V. Đấy anh em nhé. Tiếp tục, cái mã thứ hai là SP4200. Công suất đầu vào của nó là MPPT 6000W. Điện áp sử dụng 24V. Và công suất của nó là 3800W anh em nhé. Công suất của nó là 3800W đấy, cái máy này này. Đấy. Thế còn một cái máy nữa là sử dụng SP7000, mã SP7000. Đấy. MPPT 6000W. Điện áp đầu vào của nó ắc quy ấy là 48V anh em nhé. Điện áp đầu vào của nó là 48V. Thì cụ thể là như thế nào? Thì em sẽ binh ra để các bác có thể là theo dõi về chất lượng máy này, về chất lượng sản phẩm cũng như là thông số kỹ thuật của máy anh em nhé. Đối với cái máy 3000W và 3800W này thì anh em mình sử dụng cái bình ắc quy xe đạp điện thôi. Ok anh em nhé. Thì có điều kiện mà lên được lithium thì tốt quá, nhưng mà không có lithium thì anh em mình có thể sử dụng ắc quy xe đạp điện và nó cũng cực ngon rồi. Đấy. Đây là cái máy, mẫu máy là 3000W này. Còn đây là mẫu máy 3800W này. Nói chung là về cơ bản thiết kế là nó như nhau, nhưng nó chỉ khác một chút là về cân nặng của cái máy. Công suất càng cao thì cái chất lượng linh kiện của nó càng phải tốt hơn, nặng hơn và phức tạp hơn anh em nhé. Đấy, thế thì em cũng sẽ dở ra và giới thiệu từng máy đến anh em. Đấy, đối với cái máy 3000W và 3800W hệ 24V thì mình sử dụng hệ thống ắc quy, có thể sử dụng xe đạp điện. Còn đối với cái máy 7000 VA này, 6000W này thì anh em mình sẽ sử dụng pin lithium, có thể là sử dụng SOTO, là quá là đúng bài luôn anh em nhé. Đấy, rất nhiều các cái combo sử dụng pin SOTO kết hợp với biến tần SUMZI này. Đấy, rất là nhiều và đã thành công rực rỡ anh em nhé. Đối với cái máy 24V 3000W thì được trang bị một cái sách hướng dẫn như thế này. Đấy, máy thì nó như thế này để em dỡ ra cho anh em. Thì vừa quay vừa dỡ thì có vẻ là nó cũng hơi bất tiện một chút, nhưng mà không sao anh em. Đây, em quay qua anh em nhé. Về thông số kỹ thuật đây, 3000 VA trên 3000W, điện áp input của ắc quy là 24V. Đấy, mắc sạc mốt là input là 230V, có thể là điện điện lưới DC, output là ra 27V 60A. Đấy. Cái này thì nó chịu được tối đa là 3000W pin anh em nhé. 3000W pin. Ví dụ như tấm 450 thì anh em mình có thể là nối tối đa 7 tấm anh em nhé. Đấy, nó có kỹ thuật của nó, mắc sạc là 80A. Đấy. Điện áp các tấm pin nối tiếp với nhau được đến 450V. Và trong khoảng 3000W pin là phù hợp anh em nhé. Đấy, máy được trang bị là cổng PV này. Cổng PV là tấm pin vào, cộng trừ đánh dấu rất rõ ràng, anh em mình có thể cấp vào là chạy thôi. Battery là ắc quy hoặc là pin lithium anh em nhé. Thế còn lấy động cổng này là ra. AC output là lấy ra để sử dụng điện 220V. AC input là lấy điện vào, để cấp điện vào để bù lưới. Những cái lúc mà trời nắng yếu hoặc là hết ắc quy thì người ta sẽ cấp AC input. Hoặc nếu như các bác ở cái vùng mà không hề có điện lưới thì bắt buộc phải chỉ lấy ra được AC output để sử dụng thôi. Còn AC input thì không có gì để cấp thì thôi bỏ luôn anh em nhé, phải chấp nhận. Đấy, battery này, tất cả các máy này thì cũng về thiết kế thì cũng giống nhau hết thôi, chả khác cái gì cả. Đấy, đấy, máy này thì là máy 3800 này. Máy 3800 thì được đóng xốp trắng anh em nhé. Còn các cái máy 3000 với lại 6000 thì lại đóng xốp mút, nhưng mà mút gì thì kệ nó. Đây là máy mới 100% anh em nhé, được bảo hành 6 tháng bởi vì cái giá tiền của nó cực rẻ anh em nhé. Em báo giá luôn này. Máy SUMZI 3000 4.600.000. Đấy.
máy Sumji 3800W đây. Là 4200VA trên 3800W. Điện áp đầu vào 24V. Đấy, sạc là ở cái này thì nó cũng mắc được 6000W pin luôn anh em. Sạc là 80A. Đấy, mắc sạc là 110A. Điện áp là AC là ra thoát ra là 220, 230, 240 cho mình cài đặt. Đấy, điện áp các tấm pin nối tiếp được 450V. Nói chung là với cái tầm tiền 5.600.000. 4.600.000 cho máy 3000. 5.600.000 cho máy 3800 và 6.600.000 cho máy 6200 anh em nhá, 6200W và rất là rẻ thôi. So với lại Techfy hoặc là do với lại các cái máy khác thì chỉ bằng cái số lẻ thôi anh em nhé. Ví dụ như một cái con Lux Power phiên bản SNA 6000 cũng 6000W thì ông ấy giá của ông ấy là 16 triệu mấy đấy, tùy theo, có shop thì bán đến 17 triệu mấy luôn. Đấy. Nhưng mà cái máy như thế này thì nó chỉ có là 6.600.000 anh em nhé, với một cái máy Sumji mã hiệu SP7000, công suất 7000VA trên 6200W, điện áp đầu vào của lưu trữ là 48V, ok anh em. Đấy, công suất tấm pin tối đa là 6000W, dòng sạc 110A. Cái dòng sạc này thì là dòng sạc mắc thôi, anh em mình phải lưu ý này, khi mà cái pin của anh em lưu trữ ấy, ví dụ như pin 100A thì anh em mình để 20%, là để khoảng 20A sạc thì nó mới bền được anh em nhé. Còn xả có thể là nó cho phép xả 100A, nhưng anh em mình mà cái pin 100Ah mà anh em mình mà lại sạc đến 110A này ấy, thì pin chết nhanh lắm anh em nhé. Cho nên là mình cái này thì nó lại có cái chức năng là hạn chế dòng sạc, tức là mình muốn sạc bao nhiêu là do mình có cài đặt được trong cái chế độ số 02 đó anh em nhé. Tùy theo cái pin lithium ấy mà nó cho phép sạc bao nhiêu thì mình cài đặt cái dòng sạc ở trên cái biến tần này bấy nhiêu cho nó phù hợp anh em nhé. Đấy, em báo giá này 4.600.000 với cái máy Sumji 3000W 24V, 5.600.000 với máy Sumji 3800W 24V và một cái giá là 6.600.000 với Sumji 6200W 48V anh em nhé. Đấy, thì cái ở cái dòng này thì nó có thể bù lưới những cái lúc mà nắng yếu hoặc là trời không có nắng hoặc là hết ắc quy thì nó có thể bù lưới, mà anh em mình có thể cài đặt trên nó, có thể là hạn chế được cái dòng sạc anh em nhé. Giá hạn chế dòng sạc, ví dụ mình chọn dòng sạc 20A, 30A, 40A đều ok, tùy theo cái pin của mình lớn hay nhỏ mà mình dùng cái dòng sạc nó phù hợp. Mình chỉ dùng khoảng 20% của cái dung lượng pin thôi, ví dụ như pin 100Ah thì mình dùng sạc khoảng 20A thì là ok. Thế còn xả thì xả độ 6-7-80A cho nó phù hợp thì nó rất là bền anh em nhé. Đấy là cái cách mà sử dụng những cái mẫu biến tần này. Thì đấy là em quay tổng thể thôi, ba mẫu như thế này. Và nó cũng khá là tốt, một thời gian khá là dài em sử dụng rồi, thấy nó ok lắm. Lỗi lầm thì ít thôi anh em ạ, có lỗi chứ không phải không, đồ điện tử mà. Nhưng mà để đều mà được khắc phục hết. Và máy được bảo hành 6 tháng anh em nhé. Máy được bảo hành 6 tháng, giá thì công khai rồi. Ok anh em có nhu cầu liên hệ 0989971780. Ok, xin chào.